Hello, xin chào tất cả em, chào mừng các thằng mình 10 nước hoa unisex mà mình thích. Nhắc đến khái niệm unisex thì tất cả chúng ta đều biết đó là những sản phẩm mùi hương mà cả nam và nữ đều có thể dùng được. Do vậy trong video của mình ngày hôm nay thì mình sẽ chia sẻ đến các anh em 10 chai nước hoa với quan điểm của mình, đó là mình cảm thấy rất là ok. Nó không phải là một top những chai nước hoa unisex hay nhất mà chỉ đơn thuần là 10 chai mà mình cảm thấy đó là ok nhất. Và nếu như có thể thì mình rất là hy vọng các anh em hãy click vào đường link ở bên dưới để có thể ủng hộ mình một vài sản phẩm đón Tết. Ok, mình rất là cảm ơn. Còn bây giờ chúng ta hãy cùng đến với chủ đề chính của video ngày hôm nay. Top lại lỗi mồm 10 chai nước hoa unisex mà mình thích. Ok, let's go. Chai nước hoa đầu tiên mình muốn nói đến đây đó là một sản phẩm của nhà Lacoste và nó có tên là Lacoste Blonde White. Đó. Về lý thuyết đây là mùi hương dành cho nam giới. Thế nhưng với cái mùi hương floral, hương hoa và nó rất là nhẹ nhàng, nó không phải là quá nồng, thì các bạn nữ đều có thể dùng được. Nếu như nam giới khi mà xịt mùi hương này thì nó là một man rất là thanh lịch, rất là nam tính. Mặc dù không nó không có một cái gì đó là gai góc, một cái gì đó là một dạng kiểu rất là cơ bắp nổi cuồn cuộn, đấy không phải là cái hình mẫu của mùi hương chai nước hoa này, mà là một man rất là nam tính, rất là lịch sự. Nhưng các bạn nữ nếu sử dụng chai nước hoa này thì đấy là một dạng kiểu phong cách tomboy, bởi vì như mình đã nói đây là mùi hương floral, thì khi mà nữ xịt lên một cái gì đó giống như kiểu là tóc ngắn này, ăn mặc theo phong cách tomboy thì xịt mùi hương nước hoa này rất là hợp. Đó là vị trí số 10 mình muốn giới thiệu cho anh em, Lacoste White. Đó. Ở vị trí số 9, đó là một sản phẩm của nhà Mancera và nó có tên là Citra Boys. Mình có rất là nhiều so sánh về clone của Creed Aventus. Cái đấy là một cái câu chuyện khác. Thế nhưng nếu như chúng ta cần một cái mùi hương nồng nàn và sexy, mùa đông thì những ngày quá lạnh thì có thể là nó hơi bị kém đi một chút, vẫn có thể xài được nhưng hơi bị kém đi một chút. Thế nhưng mình thích sử dụng chai này đặc biệt là vào mùa thu, với cái mùi hương nồng nàn mà rất là quyến rũ của nó, rất là sexy. Mình luôn luôn nhận được những lời khen khi mình xịt Citra Boys. Do đó ở vị trí số 9, một sản phẩm của nhà Mancera, mùi hương rất là quen thuộc đối với các anh em rồi. Ok. Ở vị trí số 8, đây là một sản phẩm của nhà Coqlong mà nó có tên là Santa Royal. Một chai nước hoa xứng đáng đến từng xu chúng ta bỏ ra. Rất là power. Lưu hương thì thôi rồi lượm ơi. Tỏa mùi cũng rất là tốt. Nói chung, đây là một chai nước hoa mà chúng ta sẽ tiết kiệm được rất là nhiều tiền khi sử dụng, bởi vì mình nghĩ rằng chỉ cần 1 đến 2 shot là đủ. Và với cái mùi hương của trầm và hồng rất là quyến rũ, nam nữ khi mà dùng đều rất là hút. Đối với cá nhân quan điểm của mình, do đó vị trí số 8 đó là một sản phẩm của nhà Coqlong Santa Royal. Ok, đây là hình ảnh của em nó. Ok, rất là đẹp, rất là đẹp luôn. Ở vị trí số 7, đó là một sản phẩm của nhà Banana Republic mà nó có tên là Dark Cherry and Amber. Mình thực sự rất là thích mùi hương của chai nước hoa này, bởi vì nó không phải là một mùi hương có thể gây được ấn tượng mạnh khi mà mới xịt. Thậm chí là nếu như bạn nam nào mà không quá thích một mùi hương bánh bèo, khi xịt mùi hương này thì sẽ cảm thấy rất là chán. Thế nhưng sau khi mà mình xịt lần đầu và mình đợi nó khoảng tầm hơn 20 phút thì cái dry down của nó rất là thú vị, với cái mùi hương như mình vẫn nói, nó là một dâu tây phết cùng một chút ngọt ngậy. Và khi mà nó bám trên da mình ngửi, mình cảm thấy nó rất là nó không hẳn là sexy, thế nhưng nó có một cái gì đấy nó kiểu quyến rũ ngầm ấy. Đối với mình cảm nhận là như thế và mình thấy nó khá là thú vị. Rồi đó ở vị trí số 6, 10, 9, 8, ở vị trí số 7, một sản phẩm của nhà Banana Republic, Dark Cherry and Amber. Ok,
ở vị trí số 5, đó là một sản phẩm của nhà Hermès và nó có tên là Labre de Mably. Thực tế mà nói thì nếu như ai nhìn chai nước hoa này thì khó lòng mà nghĩ đây là một chai nước hoa mà nam giới có thể dùng được, với cái mùi hương của amber và vani. Thực tế khi mà mới xịt chai nước hoa này thì chúng ta sẽ cảm thấy nó giống như những cái mùi của nước hoa nữ mà chúng ta hay được ngửi. Nhưng ở cái dry down của nó thì mình lại khá là thích. Chai nước hoa này khá là khó, đối với mình cảm thấy khá là khó để diễn tả mùi hương. Thế nhưng mà cái lần đầu mình xịt thì mình đã cảm giác mình rất là phê chai nước hoa này. Do đó rất là đẹp luôn. Ở vị trí số 5, một sản phẩm của nhà Kenner Airborne. Đối với mình luôn 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 nói đó là một mùi hương của mật ong phết lên da vậy, ngửi rất là thu hút. Mình phải nói thật là tới đây bắt đầu Hà Nội rất là lạnh này, mà chúng ta nếu như xịt cái mùi hương giống như Airborne vậy, ngọt, ngậy và thơm bám trên da thì cái sự thu hút sẽ rất là cao. Do đó anh em nào nếu mà có điều kiện, hoặc các chị em nào nếu có điều kiện thì hãy thử mùi hương của chai nước hoa này, Airborne của nhà Kenner Barcelona. Ở vị trí số 4 là một sản phẩm của nhà Maison Francis Cartier Oud Satin Mood. Đây cũng là một mùi hương của trầm và hồng, thế nhưng mà nó không có cái sao lại hơi khó nhìn nhỉ? Đó, ok. Đây cũng là mùi hương của trầm và hồng, thế nhưng mà nó không thật ra chai nước hoa này nó vẫn có một cái gì đó nó hơi mạnh bạo, nó hơi một cái gì đó nó dữ dội. Thế nhưng ở Oud Satin Mood thì rất là ngọt, ngọt và ngọt. Chỉ cần mình nghĩ rằng một shot là đủ với chai nước hoa này, với cái độ bám tỏa mùi thì mega power, và một cái mùi hương ngọt ngào, hấp dẫn và sexy rất là ok. Nếu mà biết sử dụng chai nước hoa này thì khả năng ghi điểm rất là tốt. Do đó ở vị trí số 4, một sản phẩm của nhà MFK Oud Satin Mood. Ở vị số 3 tiếp tục lại là một sản phẩm của nhà Cortland và nó có tên là Aqua Allegoria Mandarin Basilic. Đây là cái mùi hương thuần về quýt và nó sẽ là một cái giải pháp cực kỳ hữu hiệu cho các anh em vào những ngày hè nắng nóng tới đây ở Việt Nam, nhất là với điều kiện thời tiết khoảng 36 độ. Thì mùi hương nào nó vừa nhẹ nhàng, nó vừa dễ ngửi. Bên cạnh tất nhiên là những cái sản phẩm rất là phổ biến như Dolce & Gabbana, Light Blue, thì mùi hương nào dễ ngửi hơn, nhẹ nhàng, và khi mà chúng ta ngửi chúng ta cảm thấy thư thái trong ngày hè nắng nóng thì Mandarin Basilic chính là cái mùi hương như thế, với cái mùi hương quýt rất là thơm, rất là nhẹ nhàng, rất là ok. Đây sẽ là một cái liều thuốc paracetamol rất là xứng đáng cho những ngày hè nắng nóng dữ dội ở Việt Nam. Đó, ở vị trí số 3. Ở vị trí số 2, đây là một sản phẩm không được nhiều người biết đến, nhất là các anh em Việt Nam. Đó là một sản phẩm của nhà Victor Roft Dirty Trick. Ok. Nhắc đến chai nước hoa này là một cái sự kết hợp rất là sáng tạo giữa mực, giữa diên vĩ và da thuộc. Một mùi hương này không đụng hàng. Nếu như các bạn nữ mà sử dụng chai nước hoa này, mình có một cái cảm giác giống như một bạn gái có một cái sự thu hút, thế nhưng mà không cần thiết phải là quá nhiều những hành động, quá nhiều những lời nói mà có thể coi là một sự thu hút ngầm. Bởi vì mùi hương của chai nước hoa này nó cũng rất là đặc biệt, nó không có một cái sự ào ạt khi mà mới xịt. Thực sự mà nói, người chai nước hoa này mùi hương nó không có một bốc lửa, không có một cái sự ào ạt, mà nó cứ nhẹ
nhẹ nhàng thu hút người ngửi. Và đối với mình, các bạn nữ, nếu như bạn nào mà cũng có một phong thái như thế thì sử dụng Dirty Trick rất là ok. Và vị số 2 đấy là một sản phẩm của nhà Victor Roth, một sản phẩm thuộc dòng cao cấp của họ đó. Và cuối cùng, chan hoa mình muốn nói đến đây đó là một sản phẩm của nhà Sekulitar và nó có tên là Umbos Vani. Nếu như các anh em nào mà lên phố cổ và mua những bánh trong cái tiệm bánh nướng, ví dụ như là bánh nướng sô-cô-la hoặc là bánh nướng matcha, cái mùi thơm của bánh khi mà ở lò ra mới bỏ ra thì chai nước hoa này mùi hương nó có một cái nét tương đồng như thế. Mỗi lần mình ngửi chai nước hoa này, thực sự mà nói thì mình chỉ muốn phi xe lên phố cổ làm vài cái tiệm bánh, vài cái bánh nướng về cho nó đỡ thèm. Mùi hương nó rất là tuyệt vời. Mình luôn yêu thích chai nước hoa này, Sekulitar Umbos Vani. Đó, ngoại hình của em nó ok, mùi hương rất là sexy đối với mình. Thì vừa xong mình vừa chia sẻ đến các anh em 10 chai nước hoa unisex mà mình thích. Mình rất hy vọng các anh em cảm thấy thích video này, hãy like và share. Nếu như mọi người cảm thấy video quan trị, đừng quên subscribe kênh của mình nhé. Bây giờ xin chào và hẹn gặp lại.